Mạnh Phàm đi qua Triều Đại Đường, trở thành một binh lính bên cạnh Lý Thế Dân. Ban đầu muốn sống cuộc đời yên bình, ai ngờ Lý Thế Dân lại có thể nghe thấy tiếng lòng anh ta, từ đó mở ra cuộc sống vô địch. Ai vậy? Trời vẫn chưa sáng, anh đập cái gì ở đây? Còn cho người ta ngủ không? Nhanh chóng đi! Mạnh Phàm đại nhân, vua đã mệnh mình mời ông vào triều tham gia hội nghị. Tôi thật sự đưa Lý Nhị đến đây. Thật là để tôi đi lên triều. Thật là đáng tiếc. Ngài Mạnh Phàm, chúng ta đi đi. Chờ chút, tôi là một viên chức nhỏ. Sao anh gọi tôi là ngài? Ông có biết gì không vậy? Hoàng thượng đã ban cho ông chức tước. Tôi chỉ đứng canh ngủ một giấc. Đã phong chức rồi, chức vụ ở đại đường có dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm quan. Bên vua như bên hổ, ngày ngày bên cạnh Lý Thế Dân. Cái việc này, tôi có thể giữ được bao lâu? Công công, vua đã ban cho tôi chức vụ gì vậy? Vua đã ban cho ông chức vụ thư phục, người quản lý sách của đại đường. Đây không phải là vị trí để Lý Thế Dân nhận được những lời khuyên và mưu lược à? Không còn thời gian. Ông hãy nhanh chóng mặc trang phục quan lại và vào triều. Sao tự nhiên tên này cười vui vẻ như vậy? Quái lạ. Lý Thế Dân không phải thích nam giới chứ? Mặc dù tôi trông rất phong trần, ngọc thụ lâm phong. Hê hê. Tên tiểu tử này, làm sao mà nói rằng chấm thích nam giới? Nếu không có tài năng lớn như vậy của ngươi, chậm sẽ không tha cho ngươi rồi. Vào triều. Hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế. Đột quyết quấy rối dân ta ở biên giới. Về vấn đề này, các quan tướng có ý kiến gì không? Đột quyết phương Đông ngạo mạn xâm phạm biên giới đại đường của ta, làm cho dân biên giới không thể sống được. Tôi yêu cầu bệ hạ sai quân đi trừng phạt đột quyết. Ừ, quan Ngụy Trình nói đúng. Xâm phạm dân đại đường của ta, dù sao cũng phải trừng trị. Đây chính là Ngụy Trình sao? Đúng là tại hạ. Ngài có điều gì muốn hỏi không? Đừng nhìn tôi như vậy nhé. Đây chỉ là lần đầu tiên tôi thấy quan lại mà cảm thấy sốc thôi. Đừng nhìn tôi nữa. Lý Nhị, mau kiểm soát các quan lại của mình đi. Nhìn tôi như vậy là có vấn đề à? Mạnh Phàm ái khanh, kỳ kiến của bạn về vấn đề này là gì? Con dám gọi trẫm là Lý Nhị à? Có vẻ như trẫm cũng nên để bạn trải qua một chút khổ cực được. Nếu bạn không muốn để các quan lớn khác nhìn chăm chú vào bạn, thì trẫm sẽ buộc họ phải nhìn chăm chú vào bạn. Ha ha ha. Trong một thoáng chốc, ánh mắt của hàng trăm người trên triều đình lại một lần nữa tập trung vào Mạnh Phàm. Bẩm bệ hạ, lời của Ngụy Chính đại nhân rất đúng. Đông Đột Quyết thực sự cần phải bị đánh. Thưa bệ hạ, không được, không được. Nội loạn ở Đông Đột Quyết thật sự là thời điểm tốt để đại đường ra quân. Nhưng sự khác biệt về khí hậu giữa phía Nam và phía Bắc quá lớn. Hiện tại đang là mùa đông, quân lính của chúng ta hoàn toàn không thể hoạt động ở phía Bắc. Trẫm đã gửi thư cho quân lính bảo vệ ở phía Bắc ngày hôm qua rồi, yêu cầu họ báo cáo tình hình ở phía Bắc ngay lập tức. Trước khi lên triều, trẫm đã nhận được tin từ phía Bắc. Đọc cho trẫm nghe, Đặng Tử. Ôi, Lý Nhị này cũng chẳng ngu lắm. Còn biết sai người đi thăm tin phía Bắc. Định Mệnh, thằng nhóc này thật sự nghĩ trẫm là phế vật à? Sau khi nghe phân tích hôm qua, trẫm đã sai người đưa tin chạy về để thăm tin. Bắc phương giá lạnh, quân ta nhiều người bị đóng băng. Tình hình hiện tại của Đông Đột Quyết khá hỗn loạn, bởi vì thời tiết lạnh, cả hai bên đều tranh giành gia súc để sống sót. Hiện tại bên trong đã đánh nhau không thương tiếc. Còn việc có tấn công Đông Đột Quyết hay không, dưới quyền thì không thể quyết định, chỉ có thể thông báo với ngài. Sự nội loạn ở Đông Đột Quyết không giả dối, đại đường chịu không nổi giá lạnh ở phía Bắc cũng là sự thật. Ừ, ngài, tôi đề xuất vào mùa xuân năm sau tiến công. Ồ, thư từ phía Bắc đều nói rằng, cuộc tranh giành giữa đột lợi và kiệt lợi, bởi vì tranh giành gia súc để sống sót trong thời tiết giá lạnh. Nếu vào lúc trời ấm trở lại, hai người chủ trò ấy có còn xảy ra mâu thuẫn không? À, ừ, đúng vậy. Ban đầu đã lợi dụng cuộc nội chiến của Đột Quyết để tấn công. Cho đến khi mâu thuẫn nội bộ ở Đông Đột Quyết biến mất, vẫn đánh mạnh lên. Mạnh Phàm, anh nghĩ phải làm sao? Tôi chỉ là một thứ quan nhỏ của Hoàng đế. Vấn đề về chiến tranh hãy để các tướng quân xem xét. Lý Thế Dân thế nào rồi? Tại sao hỏi tôi một cách quyết liệt? Tôi sẽ nói thẳng. Đó là không tôn trọng các tướng quân trong triều đình.
sẽ có người trước. Còn Ngụy chính là thần quân Đại Đường. Đối mặt với vấn đề đơn giản như vậy, thậm chí không thể nói một câu. Vì Đốc Lợi đã cầu cứu Đại Đường, vậy thì chuyển hàng hóa trực tiếp qua. Dù mâu thuẫn nội bộ ở Đông Đột Quyết biến mất, hàng hóa của Đại Đường cũng không được ngừng lại. À, rất tốt ha ha. Thái sư Mạnh Phàm thật sự là trụ cột của Đại Đường ta. Lý Nhị có bị lừa đảo không vậy? Dường như trong những ngày qua anh ta chưa bình thường lần nào. Một thư ký nhỏ như vậy đã hiểu biết được như vậy. Dường như ta đã đặt quá thấp chức vị cho ngươi rồi. Anh, hoàng đế đã rất yêu thương, tôi không đưa ra ý kiến hữu ích nào cả. Chức vị cao quý nên để cho những người có tài năng. Định Mạnh, Lý Nhị, tôi đã làm gì mà làm phiền vậy? Ông mong tôi chết phải không? Ông muốn tôi thăng chức à? Để những quan chức khác giết tôi. Tôi xin ông, hãy để tôi trở thành một lính gác ở cửa hoàng hậu đi. Hê hê. Ít nhất cũng cho tôi một chức vị không cần phải tham dự triều chính. Từ xưa, tỷ lệ tử vong của những người có quyền lực cao thường rất cao, không phải bị hoàng đế giết, mà là bị những người có ý đồ giết trong bóng tối. Tôi không nhận công việc này. Hóa ra anh ta đang lo lắng về điều này. Người trẻ này có tài năng vô tận, nhưng không muốn bước vào thế giới quan trường này. Có thể thấy rằng tâm hồn của anh ấy trong sáng. Một người trong sáng như vậy, tại sao phải để anh ấy bị bẩn bởi sự đấu đá trong quan trường? Mạnh Phàm, nghe lệnh, ngay lập tức miễn nhiệm Mạnh Phàm khỏi chức thư ký giám mục. Lý Nhị cuối cùng cũng làm được chuyện nhân tính. Những vị hoàng đế này thật không thể chịu được chút lỗi lầm. Không thể nhìn thấy tôi trở thành một con cá muối trong triều đình. Hê hê, nhanh chóng giáng chức tôi xuống làm binh lính cấm quân. Nhanh lên. Giáng chức làm người chơi cờ, từ nay không cần phải lên triều. Trung thành với công việc. Đây không phải là người đánh cờ cùng hoàng đế sao? Lý Nhị, anh không đùa giỡn với tôi sao? Anh làm như vậy còn không bằng giết tôi. Mạnh Phàm, người nghe lệnh. Định Mệnh, tôi dám không nghe à? Thần nghe lệnh. Mạnh Phàm là ai vậy? Làm thư ký giám mục chỉ vài giờ đồng hồ thôi sao? Liền bị miễn nhiệm chức vụ, tôi cũng không biết. Ngụy Lão, ông có biết không? Hừ. Ông già này thật dám phớt lờ tôi. Có gan thì chờ tới hạ triều, ra đây đấu một một. Hiện tại thời tiết lạnh, việc đi thảo phạt Đông Đột Quyết tạm hoãn để thảo luận. Ta mệt rồi, bãi triều. Buổi sáng này mới mở triều cử đã mệt rồi. Lý Nhị, cơ thể ông cũng không ổn à? Tốt nhất là tôi nhanh chóng về nhà sắp xếp đồ đạc và bỏ trốn. Chức vụ này của quý trấn không thể đảm nhiệm. Còn hơn là dựa vào tài năng của bản thân, chiếm một ngọn núi làm vua núi. Hừ. Trốn rồi. Ông muốn đi đâu vậy? Công công, ông muốn gì? Bệ hạ cho ta canh gác tại đây. Kêu tôi đi theo giám sát ông. Hoặc ông theo chúng tôi đi. Công công à, xin ông thông báo cho hoàng thượng. Nhà tôi có chút việc gấp. Lên đi. Ngài Mạnh Phàm, nghe lời khuyên của chúng tôi, thì chắc chắn không hết vinh quang và giàu có.